bông lên cho bà. Khoan đợi bà ảnh đi rồi bác Khoan đưa con bông con cắm bên đây vậy. Ủa em lau mặt chưa rồi? Bác Khoan có khăn giấy không? Để con lấy khăn giấy con lau mặt cho bà. Cho bà mặt này. Dạ. Đây. Bây giờ để em chùi hết những các cái chữ cái xanh xanh này đi.